45 kg đây này, sau lưng này các bạn đẹp chưa? Như vậy là 90% Huỳnh Hải Hiếu sẽ thắng ở trận này. Và nếu như 10% còn lại mà lật được kèo thì có nghĩa là ban tổ chức có vấn đề. Nói thẳng cho nhanh. Cái trận này trẻ con xem cũng biết là Hiếu áp đảo. Tuy nhiên thì như mọi người biết là cách đây một thời gian thì mình đã đi Kun Bokator. Và ở đó có những trận đấu mà chúng ta đánh hơn võ sĩ đến 8 lần 8-2, cuối cùng vẫn bị xử thua. Tôi đang hy vọng một kịch bản không tương tự sẽ diễn ra ở trận đấu này. Như vậy là Hiếu đã thắng cả hiệp 2 với tỷ số là 18, thắng áp đảo, thắng một lần KO. Một lần TKO chứ. Round 3. Lúc ao đi cho đẹp Hiếu ơi.
quay Hà Bưởi. Mày Hà Bưởi. À mà đừng knock out thì thà ca mà ghét lắm và sẽ bị ép những quân sĩ còn lại. Thôi đừng knock out Hiếu ơi, ba hiệp thôi, ba hiệp sương sương rồi Hiếu ơi. Còn đến 8-9 võ sĩ của Việt Nam mình vẫn chưa thi đấu, ba hiệp thôi. Trận đấu đang trôi về những giây cuối cùng và không có gì thay đổi đâu. Campuchia sẽ thua trận này. Chỉ có thuốc tiên mới giúp Campuchia lật ngược thế cờ thôi, không có cửa đâu. Hiếu Hiếu giành được thắng lợi này thì về cơ bản sẽ giúp cô cửa huy chương vàng rất cao. Tin đối thủ nặng ký nhất chủ nhà là cô đã loại ngay trận đầu. Và chúng ta cũng đợi xem kết quả của trọng tài. Very good, very good. Quá dễ đoán thưa quý vị. Chúng ta đã phải cầm đến cổ tay của Hiếu. Yes. Chúc mừng chiến thắng đầu tiên của đội tuyển Kun Khmer Việt Nam tại đấu trường SEA Games. Như vậy là đội tuyển Kun Khmer đã có trận ra quân rất tốt. Tuy nhiên thì cạm bẫy còn nhiều lắm nha mọi người. Đừng mừng hụt, đừng mừng vội vì còn rất nhiều võ sĩ của Việt Nam sẽ phải thi đấu trong ngày hôm nay. 4 võ sĩ mình sẽ gửi từ từ. Và bây giờ chào mọi người, mình sẽ update từng trận đấu một. Mời mọi người đón xem.